Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh VBA Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để share với cả nhà cái món cơm canh gia đình nha. Thì ở đây thì mình nấu, hôm nay mình nấu hai món là sườn ram xả ớt với lại cái món là canh củ từ Nhật nấu với thịt nạc bằm ha. Đây nè, đây cái củ từ Nhật nè cả nhà, nó bự quá anh ha. Như cái củ cải em. Lúc trước á mình đi chợ, mình thấy mà mình không có, mình cũng sơ ý, mình thấy mình tưởng cái củ gì đó nha, củ sâm á, củ gì để đây đây, thấy nó có, nó để qua lớp mặt cưa nữa. Rồi sau này con mình nó đi chợ về nó mua, nó mới nói mình nói cái củ từ này, củ từ Nhật ăn thì thấy nó cũng ngon, cả nhà, nó ngọt mà nó bột bột, nó mềm lắm. Thì chút nữa nó đây mình chẻ ra nửa, một nửa thì mình cắt miếng miếng, còn nửa nó thì mình bào mỏng 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 ra đó cho nó ngon ha. Còn sườn thì đây mình trụng sơ rồi nha cả nhà, tí sườn mình trụng, mình chặt nhỏ, nhỏ ra rồi mình trụng sơ rồi. Bây giờ trước hết đó thì mình ướp đi ha, cho trước khi mình nấu thì mình ướp ha, ướp cái phần sườn trước nha cả nhà. Cái này một ngọt nửa muỗng cà phê muối nha cả nhà. Hai muỗng canh đường ha. Cái phần mà xả ớt thì mình bằm sẵn rồi nè, xả tỏi rồi mình bằm, mình để sẵn đi hết. Chút nữa mình xào sườn nha. Hai muỗng canh nước tương nha. Nửa muỗng cà phê tiêu nha. Và đây là bột ngũ vị hương ha, mình cho vô đây nửa muỗng cà phê nữa. Mình trộn đều ra cả nhà, là mình để riêng bên cho nó thấm ha. Chút nữa mình lấy ra miếng tôm khô nữa mình nấu cho nó ngọt nha. Mình thích nấu canh có tôm khô. Thịt nạc đây là 200g, mình nấu cái canh củ mỡ với củ từ ở nhà mình đó, mình nấu thịt nạc nhiều lắm cả nhà, ăn nó ngon. Nửa muỗng cà phê muối nha. Xíu bột ngọt ha. Canh đường nha cả nhà. Rồi mình ướp xong rồi mình để đây nha cả nhà cho nó thấm ha. Khoảng 15 phút mà nó thấm rồi bắt đầu mình lên mình nấu canh làm đồ nha cả nhà nha. Củ này thì bây giờ mình để mình bào ra nha cả nhà. Mình bào ra nửa này mình sắc khoanh nhỏ nhỏ nhỏ, còn cái này thì để mình chút mình bào sợi ha. Bào đã trắng ghê không anh ha. Ừ. Như cái củ cải. Rồi như cái củ cải vậy đó. Cái này nó ngứa không rồi. Ô anh ơi. Em đang bào anh, đừng có hỏi em. Hồi nhỏ nhớ mình lúc mình hay bào củ môn, củ từ rồi đó nha. Cái mỗi lần mình làm vậy đó, nó hơi, cái tay mình nó hơi ngứa ngứa. Cái má mình họ kêu là mình là đem ra hơi lửa, chứ lại rồi mình khi mà nói hỏi là mình đừng bào, mình không có nói gì tới cái ngứa đó, không biết sao nữa. Kỵ. Kỵ sao không biết nữa. Đó, để mình bào xong cái mình đem mình rửa sơ nha cả nhà. Cái mình bào sợi ha. Trên đó. Bào những cái này, bào sợi gì nữa nè.
cũng được cả nhà. Đó mình bào. Ngon ha anh ha. Ừ. Có cái lò cào này nó cũng tiện lắm. Cái hà lò. Giống như cái bò của mày. Mình không có đồ bào này thì mình có thể lấy cái đồ bào chi nè. Bào của mì ra mình nạo cũng được, không sao khỏi cần mất công. Nó hơi trơn thôi. Đó, như vậy nè cả nhà. Tiếp tục mình bào hết nha, cái phần nhỏ lại thì chút mình cắt cục cục ha. Mình cho nó xong cái củ mỡ nha. À cái củ từ chứ, xin lỗi nhé cả nhà. Này nó giống củ me quá anh ha. Ừ. Hả? Nó giống ghê luôn nè. Mà nó cũng nhớt vậy nè. Thấy chưa? Đó. Bắt cái nồi nóng nha cả nhà. Chế dầu vô ha. Nãy gừng cái mình sắc sợi luôn rồi nha. Gỏi vô đây mình xào nha. Vào về thơm là được rồi nha cả nhà. Nóng. Chút thường nó ra mỡ chứ đó. Nên nó mình chế ít chút xíu dầu thôi. Không có chế nhiều rồi. Có vừa thơm là được rồi cả nhà. Mình chế cái phần từ nãy mình ướp vô nha. Mình xào xăng lên ha. Bên đây mình bắt cái nồi canh sẵn là nước lèo 3 tô nước rồi nè. Mình nói nước lèo đó. Không khô thì mình ngâm rồi nha. Để giờ bắt sôi lên ha. Của mỡ hồi nãy cái phần củ mình cắt cục cục thì mình có nhà thấy không? Nhớ ghê luôn. Cái phần này thì mình làm hai phần, mình bào sợi với là bào nhỏ với lại mình bào nhuyễn luôn. Rắc cũng được à. Trước nữa mình rắc cái xôi rồi mình bỏ thịt vô nha cái nhà. Cái phần thịt này nè cái nhà. Trước khi mình bỏ vô ha, mình cho vô đây nhuyễn. Nhuyễn cà phê, hành phi á nè. Cho nó thơm ha. Mình chờ nước sôi rồi mình thả thịt vô nha. Để lên xuống cho nó thơm. Thịt này mình xài nhiều tại vì nhà mình ăn canh này là bỏ thịt cho nó nhiều. Nó ngọt nước lèo nha. Nó vừa sôi rồi cả nhà. Nó vừa sôi vừa được cả nhà. Thì không có cần phải xay bùn. Vớt cục cục mình gỏi vô như vậy nè. Ăn chút nữa mình dễ vớt lọt ha. Thường ở nhà nó đã xăng rồi nè không. Mình chế vô đó một chén nước nha. Rồi mình sợ nó đỏ quá. Như là một chén nước cam nha cả nhà. Rồi
xong cái mình đậy nắp lại ha. Đậy nắp lại nha. Giờ nó sôi lên rồi để mình vớt bọt cái cả nhà. Xong cái mình vớt bọt xong rồi mình bỏ cái phần mà cái củ mà mình cắt nhỏ nhỏ vô trước nha, cho nó mềm ha. Bỏ vô nha. Cái phần bên cái nồi cái sườn ram này nha. Hồi nãy mình tại vì mình có bỏ nước ngọt nên cả nhà nên nó hơi ngọt nha. Bây giờ mình cho thêm vô đây nha. Canh nước tương với lại một muỗng canh nước mắm, mình không có bỏ muối nhiều nha cả nhà, cho làm cứng nha. Đó. Mình trộn đều cái mình cũng tiếp tục mình đậy nắp để cho nó chín thịt với nó kẹo nó sạch cái nước nha. Nhà mình sườn ram gà ram rồi mình hay sử dụng mấy cái chất như coca, nước cam hay là nước thơm á, mình ram thịt heo, thịt gà đều ngon hết nha cả nhà nha. Để lắp lại nha. Phần củ với phần thịt nó chín rồi cả nhà. Giờ mình nêm nha. Bỏ vô đây muỗng cà phê muối với lại muỗng canh đường nha cả nhà. Và mình mới bỏ cái phần mà nãy mình nạo vô nè, tại cái này mình phải nấu cho nó chín nha, để nấu ăn chín là bụng rồi nha. Đó. Giờ mình bật lửa vừa nè, rồi xong mình nãy bây giờ cái tóc phần thịt mình bỏ thơm quá. Thịt rất thơm quá cả nhà. Mình trộn đều sơ. Giờ mình trộn đều xong rồi mình cũng đậy nắp lại cho thịt của mình nó mềm với lại nó thấm cái gia vị nha cả nhà. Khi mà cái nước sạp lại á là mình tắt lửa là nó chín rồi nha. Đó. Canh củ từ của mình chín rồi cả nhà. Nước nó trong rồi hết chứ, hồi nãy nó hơi đục về nó trong rồi nè, chín rồi nè ha. Cái củ của nó cũng trong veo rồi nè anh ha. Đó, bây giờ mình tắt lửa rồi mình nêm ha. Thì cái rau nêm của nó thì quế, ngò gai với lại rí hành rồi nha cả nhà. Còn rau ôm. Bây giờ mình tắt lửa nè, nêm rau. Cái phần này chúng mình bỏ vô cái phần sườn ra của mình chín, giờ bỏ tiêu vô nó thôi, đậy cho nó chặt chín dữ lắm luôn. Cái lò mình nó nóng lắm cả nhà, vậy chứ chút nữa coi đĩa nó sôi ghê luôn. Thôi để em nhắc qua để hồi chút nữa cạn. Có nhiều người người ta nêm củ mỡ với củ từ á cả nhà, người ta nêm vài lát ớt ăn cũng ngon lắm, có the the cay cay. Như nhà mình thì mình nêm tiêu nha. Bây giờ mình chỉ chờ cái phần sườn nè, coi cái phần sườn của mình. Phần sườn nó cũng mềm rồi, giờ mình trở đều lên nha. Hả? Để cho nó rặt lại. Nếu mình muốn nó rặt lẹ cả nhà mình phải dỡ cái nắp ra nha, bật lửa lớn dỡ nắp ra thì nó rặt lẹ lắm. Còn muốn chín lẹ thì mình phải lửa riêu mà đậy cái nắp lại thì nó chút nó hầm cục sườn của mình nó mềm ha. Đó nè, nó chín rồi nè, nó mềm rồi nè.
Giờ mình để cho nó đặc chút xíu nha. Bây giờ nó chín rồi. Ngon quá anh hả? Để rặt rặt chút xíu nó cũng ngon đó các nhà. Nhưng mà như vậy là ngon dữ lắm rồi. Xôi quá trời xôi. Ngon không? Ngon. Thơm ha. Rồi bây giờ cái nhà thấy ngon không? Rất là ngon ha. Cái món cơm canh củ từ với lại sườn ram của Vivan Nguyễn TV đã hoàn thành rồi đó nha cả nhà. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của Vivan Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều. Thân ái và chào tạm biệt.